giờ chiều thì bắt đầu 1 giờ làm lễ tới 6 giờ đó. Thì nếu mà tụi con có làm thì con lại làm, nếu tụi con bận thì thôi. Thì giờ bà cũng cảm ơn tụi con rất nhiều nha. Nha, cảm ơn tụi con rất nhiều. Ăn lòng vui vẻ quá bà cũng mệt. Rồi, cảm ơn con rất nhiều nha. Cảm ơn nha. Cô có nhớ không? Mắt không có tình đâu. Xin lỗi. Bác lòng con đừng có tính nhảm mà con buồn. Nó nói con sợ quá, mẹ ơi sao mà họ lại nói con như vậy. Thì bác mới nói bây giờ cùng lắm, nếu mà con là tiên đồng mà họ bắt con về trời thì mẹ chấp nhận thôi. Mẹ đâu có đau khổ đâu, con cứ thanh thản ra đi. À, không ngờ ai chỉ định sư nó nói đúng quá phải ông Du Tiền. Hồi nãy giờ bắt kệ cho mong viên nghe đó. Là cũng ngờ đó. Mà sao hai vị nó gọi ghê nhìn ra hết. Con nhớ nghe là chẳng kỹ lòng về nhà Du Tiền. Con nhớ nha, không được để một cơn tình nào đến nha. Nếu chỉ một cơn tình nhẹ thôi là bắt một ngày trời luôn á. Hai vị thiền sư nó nói vậy đó, nãy giờ. Nãy giờ tôi kể buồn sáng nghe. Đó này là có một kỳ hội này tôi chứng kiến đó. Tôi không phải làm cái lễ gì được tôi cũng không biết. Lễ gì mà cô mời hai vị thiền sư đã cho mẹ. Lễ vừa xong và thiền lòng của bác nó đang làm tối luôn á. Thì thấy điện thoại của họ là tôi chạy em hôm qua. Là qua đông hết rồi. Hôm qua cái hai vị thiền sư nhìn nào làm vậy đó. Lộc có nói nhìn con mà con sợ luôn á. Con muốn quỳ cái chân xuống luôn á. Mà hai ông nói, con có biết con là ai không? Con là tiên đồng ở trên trời đó. Một ngày nào đó họ tìm ra con là sẽ bắt con về trời. Mà nhưng con nhớ không được để một cơn bệnh nào đến với con. Ông còn thậm chí như vậy. Thì hỏi cô chứ mình mà tiên khổ nói gì mà để chết. Phải không cô? Bác sĩ chữa được mà. Nhưng khổ tại sao lại chết lẹ vậy? Không có gì chết đâu. Mà bây giờ mình nghiệm lại cái lời của hai vị thiền sư đó. Lộc nhớ nghe, con không được để một cơn bệnh nào dù nhẹ đến với con. Nếu một cơn bệnh nào đến với con là họ đã tìm ra con là bắt con về trời đó. Đó có cụ kỳ làm chứng nè. Phải không cô? Tại Lộc nó về nó kể chứ bác có biết gì đâu. Lộc nó về nó kể lại. Nó nói lúc mà thì thường sư ra nắm tay con mà cái điện nó chạy trong người con rần. Nó chạy mà nó nắng hết người lọc lên. À hai vị thường sư ra còn nói cái câu này nè. Con á, không có người trần mà hại được con đâu. Không có một người trần mà hại được con. Con nhớ nha, con là người trời đó, người cõi trên nó là tiên đồng. Phải không con? Đó. Bây giờ bà về, bà nghỉ, hay xuống uống nước nghỉ đi. Đi ăn cơm, Minh ơi, dắt chị Liên đi ăn cơm đó. Đi về nhà, không thì xuống quán này ăn cơm nè. Ăn cơm đi chứ. Ăn cơm rồi bà, bây giờ bà đi về, đúng rồi, xin các nấu cho bà nghỉ đi nha. Nấu nhom mà, cơm có gì mà phải bán hết. Còn cái ngày mất thì bác nói, thầy thắc mắc. Thầy nói là cái nguyên chứ. Còn cái gì mà mất cần nữa sao nghĩa ơi đi. Mẹ, con bà buồn thôi, mình khóc nữa là nó mất sức khỏe. Bác có cố gắng, bác kiên cường mấy ngày qua rồi đó. Mà những ban ngày bác cố gắng bác làm gì để bác quên lòng bà, đêm không bao giờ bác quên được. Đêm bác đóng suốt đêm luôn. Con đừng chịu xuống đó. Con chịu xuống đó. Con chịu xuống đó.
Cho con cũng như những lời dỗ của em. Cảm ơn con.